Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủy quyền cho phái đoàn an ninh tới Haiti để hỗ trợ chống băng đảng theo đề nghị của quốc gia này. Quyết định được đưa ra sau khi cuộc bỏ phiếu ngày 2 tháng 10 về nghị quyết do Mỹ và Ecuador soạn thảo. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ủy quyền cho phái bộ hỗ trợ an ninh đa quốc gia thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết, trong đó có sử dụng vũ lực nhằm giúp Haiti chống lại các băng đảng đang chiếm phần lớn thủ đô Port-au-Prince. 13 thành viên hội đồng bảo an Liên hợp quốc bỏ phiếu thuận, trong khi Trung Quốc và Nga bỏ phiếu trắng. Các quan chức ngoại giao cho biết Trung Quốc và Nga cảnh giác với việc cho phép sử dụng vũ lực toàn diện nhằm trấn áp các băng đảng tại Haiti. Hội đồng bảo an cũng mở rộng lệnh cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc đối với tất cả các băng đảng tại Haiti, vốn trước đây chỉ áp dụng với các cá nhân. Các quan chức Haiti cho biết các băng đảng tại nước này chủ yếu sử dụng súng có xuất xứ từ Mỹ. Ngày mùng 2 tháng 10 tại thủ đô Kyiv của Ukraine. Tổng thống nước chủ nhà và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã thảo luận với các hành lang thay thế khả thi cho việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Để mở đường cho các tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng ở Biển Đen, Ukraine thông báo thiết lập hành lang nhân đạo tạm thời dọc theo bờ biển phía tây Biển Đen gần Rumani và Bulgaria. Ngày 1 tháng 10, đã có 3 tàu chở hàng rời các cảng của Ukraine trên Biển Đen, khởi hành qua hành lang nhân đạo tạm thời này, theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Ukraine Tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Ukraine và Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, hai quan chức đã nhất trí duy trì đối thoại mang tính xây dựng về nỗ lực dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu ngũ cốc do một số nước láng giềng của Ukraine áp đặt. Trong năm 2022, khoảng 60% lượng ngũ cốc của Ukraine đã được trung chuyển qua 5 quốc gia Đông Âu theo hành lang đoàn kết, thay thế cho tuyến trung chuyển qua Biển Đen gặp nhiều trở ngại. Cũng trong ngày mùng 2 tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại tòa án quận Manhattan, bang New York, để tham gia phiên xét xử với cáo buộc ông khai khống tài sản và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đô la Mỹ từ các khoản vay hợp đồng bảo hiểm. Vụ kiện do tổng trưởng lý bang New York bà Letitia James đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái, cáo buộc cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và các con của ông cùng tổ chức Trump Organization đã thổi phồng giá trị tài sản thêm từ 17 tới 35% theo mô hình sử dụng gian lận liên tục và dai dẳng. Trong giai đoạn từ 2011 đến 2021, theo cáo trạng, ông Donald Trump đã đưa ra các báo cáo tài chính sai lệch cho các chủ ngân hàng và công ty bảo hiểm. Đồng thời phóng đại giá trị bất động sản chỉ có giá trị vài trăm triệu đô la lên hơn 2,2 tỷ đô la. Và đây là hành vi gian lận theo luật của bang New York. Nếu bị kết luận có tội, ông Trump và các con có thể bị phạt tới 250 triệu đô la và cấm vĩnh viễn hoạt động kinh doanh tại New York, cấm kinh doanh bất động sản tại thị trường này trong 5 năm.